Cho hết tiền vào giỏ. Dạ. Nhanh lên. Ông chuyển giúp cho bà con quê tôi. À, xin lỗi, tiền này mày giao cho ai? Những người nghèo. Thiệt nghèo. Chào ông. Chào cô. Xin chào. Xin mời. Ồ. Chào ông. Chào. Chào cô. Dạ. Sao, có chuyện gì không? Tôi đến để cầu cứu ông đây. Mời. Chào ông. Chào cô. Thử coi lần này nó có qua mặt tôi được không? Nó báo đúng 21 giờ thứ bảy sẽ tới. Nếu biết điều, nộp đúng 10 triệu mà không báo cảnh sát thì sự việc chỉ tới đó là xong. Còn trái lại vậy mà nó đã báo trước cho chúng tôi. Thưa thiếu tá, thư báo chúng ta đúng giờ nhưng là ngày chủ nhật. Nó tính cho chúng ta leo cây đó. Chơi với thằng này giá mắt đó. Phần ông là 10% đó. Thế nào người đẹp? Đụng với bà trẻ đường rất có thể mạng đổi mạng, mà được có 1 triệu à. Liệu mạng của thiếu tá Mạnh Trác này có rẻ quá không? Thưa thiếu tá, tôi nghĩ ông dư sức đối phó với Bạch Hải Đường. Ông và cô cứ về. Thằng Bạch Hải Đường này tới số chết rồi. Anh hay dắt em về vùng ngoài ô có cỏ bông mây. Ở đây đêm vắng thưa người, còn ta với trời.
theo ba, con nên tránh mặt đi nơi khác. Con muốn biết mặt Bạch Hải Đường. Con được biết, trong hàng trăm vụ cướp, hắn không phải là kẻ giết người. Điều đó thì đúng. Nhưng lần này, bà chống lại nó. Dù sao, con cũng muốn thấy mặt tên tướng cướp huyền thoại này. Xin thầy thương đời lính chiến bị tàn phế. Đi chỗ khác đi cho nổi. Má ông mày xin tử tế thì thôi, mày không mình cho đi chỗ khác xin đi. Xin lỗi người anh em. Tao chết bỏ tôi vẫn chơi thôi mà. Thôi đây có chút tiền lẻ nè, người anh em cầm xài đỡ nha. Thôi đi đi anh em không à. Xin lỗi nha. Cô có sợ không? Tôi chỉ nghe đồn đại chứ chưa thấy mặt Bạch Hải Đường bao giờ. Lần này cô sẽ được toại nguyện. Theo ông, hắn có dám tới không? À, cái thằng Bạch Hải Đường á, thích chơi lũ anh hùng mã thượng. Hắn bảo là tới. Ông đại quý, ông tưởng hai đó là Bạch Hải Đường hả? Thưa thiếu tá, cẩn thận vẫn hơn. Ông ta được đào tạo từ ngoại quốc chuyên về chống tội phạm. Về nước, nhìn theo kiểu nước ngoài, thấy người Việt Nam nào cũng tưởng là ăn cướp. Ngó cái gì dữ vậy mấy cha? Mày có trái lựu đạn phải không? Má, tụi bay tính gây sự cả lúc ông già tụi bay đang đói phải không? Cái gì? Lấy giấy tờ nó. Lấy bạc. Đúng rồi. Ăn xong rồi cút đi chỗ khác, rõ chưa? Quê phá phách tàn. Sao? Nó mới giọng có một cái mà no rồi hả? Tao sẽ ăn thua đủ với tụi bay. Thưa đại quý, tụi nó có giấy tờ đầy đủ. La la la. Anh ơi, trời ơi, lâu quá mới gặp. Không phải tôi, thằng mập kìa. Hả? Mập nào? Đó. À. Trời ơi, anh. Anh ơi, sao anh bỏ em anh đi hoài vậy? Sao tao? Tao thiệt rồi sao? Trời ơi, anh cho em một miếng đi. Trời ơi, anh làm gì vậy anh á? Một miếng mà. Ghê quá trời. Trời. Tên nữa là Út Tiên, chồng chết trận ngoài Quảng Trị. Hai năm nay nó vẫn đi lang thang tìm chồng như vậy. Đại quý, tôi cho bắt có Út Điên lúc nào thì thằng Bạch Hải Đường nó xuất hiện lúc đó. Thưa thiếu tá, ta nên tính tới nhiều nước. Chỉ có hai nước, một là bắn chết, hai là bắt sống. Đại quý thi hành đi. Tuân lệnh. Tôi rất ghét những thằng lính ở trường ra. Tụi nó công trạng gì mà cũng quý tá ào ào như ai. Dạ mời thiếu tá. Cảm ơn. Ông giỡn mày, buông ra. Đó. Đi. Ông giỡn mày, buông ra mày. Đại quý thấy rồi chứ, nó xuất hiện sớm 10 phút. Quăng lưới đi. Đại quý, ông kêu tụi nó giãn ra, nếu không sợ đổ máu. Tôi, thiếu tá Mạnh Trác tuyên bố, các anh đã bị bắt. Bỏ súng xuống. Trong vòng 10 giây, kẻ nào không tuân lệnh, cho phép bắn bỏ. Các anh nghe rõ chứ? Hãy thả người chúng tôi ra, nếu không sẽ có cuộc tắm máu tại đây. Đại quý, thả tôi nó ra. Tụi mình còn gặp nhau mà. Tôi, Bạch Hải Đường, ông hai chơi không đúng luật, rồi sẽ phải trả giá.
đuổi theo mau. Nhốt nó lại. Hai ông là... Ông hai và cô đã biết tôi là ai. Tôi đến đúng hẹn. Vì ông đã chơi sai luật nên ông phải nộp gấp 10 lần. Mời ông hai. Có chuyện gì vậy? Thưa ta, sao chúng tôi bị trúng đạn? Các anh là đồ ăn hại, đi ngay. Thưa thiếu tá, mình nên quay lại. Tôi nghĩ chúng ta bị lừa. Thưa các ông, đúng như số tiền ông muốn. Cảm ơn ông. Cô đẹp lắm. Và một lúc nào đó chắc chắn anh sẽ nói yêu em. À, nếu mà ông Minh Trác có đến, nhờ cô và ông nhắn giùm là Bạch Hải Đường gửi lời thăm và chúc sức khỏe ông ấy. Liêu Sang, các anh đầu hàng thì sẽ được toàn mạng. Viên đạn đó không giết được ba con đâu. Ba, buông ra, buông ra. Ba ơi. Thiếu tá, đi lại. Vô ích Hải Đường, ở dưới đó đã có người của chúng tôi rồi. Tôi có thể mang số tiền này đi thoát, nhưng vì hành động dũng cảm của em và chúng ta đã gặp nhau một lần, tôi để lại. Chị Mười, anh Hải Đường cướp nhà Hai Bạc, bị sập bẫy. Nghe nói bị thương nặng, không biết có thoát không. Giờ tính sao chú Tám? Chị nên đưa cháu rời khỏi nơi đây. Cái thằng nó cứ sống mãi với cái nghề này. Đã 5 năm rồi, nó để chị và con gái của nó không lúc nào được yên thân. Nay rời chỗ này, mai rời chỗ khác, sống chui rút diệt chuột vậy. Lần này nữa thiệt là tôi chịu hết nổi rồi mà. Chị Mười, anh đâu có muốn vậy. Tôi không đi đâu cả. Chị Mười à, con chó Thủy. Ai giống Tám quá. Xe cảnh sát rồi, chị ôm chặt cháu để em đối phó tụi nó. Ah!
Quay xe lại coi sao. Coi. Thôi chết rồi. Mày bắn làm thằng Tám rồi. Chắc nó về để chở chị Mười đi trốn đó. Vậy sao nó bắn mình? Có thể là vì chói đèn. Nó tưởng là xe cảnh sát. Cô lên xe đi. Nè, thôi mình đưa cô ấy về nhà. Trên đường đi báo cảnh sát để họ giải quyết. Trời ơi, tổ cha của cảnh sát giết cháu tao. Đúng là xe cảnh sát. Cậu đỡ đi, lẹ lên đi. Cứu tao không? Đúng không? Đúng là sao không? Tụi nó tính chặn xe tôi lại. Nè. Dạ. Chú ra sao lấy xe đi. Anh bị thương ngồi xe đó đâu được. Chú cứ yên tâm. Anh quá cẩn thận. Đi đi. Nếu mà còn muốn tiếp tục theo tao thì phải bỏ ngay cái trò bắn giết bừa bãi đó đi nghe chưa. Cô cứ yên tâm, ông Hai sẽ sớm bình phục. Dạ, cảm ơn ông. Thôi tôi về. Thiệt quá mất mặt. Rồi để báo chí mặc sức mà loan tin vụ này. Thưa thiếu tá, đã bắt được vợ của Bạch Hải Đường. Ngay nó khơi khơi như vậy mà còn để vụ khỏi tay thì để quý cần gì một con vợ của nó. Tôi nghĩ nó bị thương không thể đi đâu xa, chắc vẫn còn trốn ở đâu đây. Thôi được, tôi nghe đại quý, nhưng nhớ lần này tôi chỉ cần cái xác của nó. Thưa thiếu tá, tôi đã cho lục soát tất cả nhưng không phát hiện điều gì ngoài trừ cái này. Thế nào rồi? Trên thiếu tá, nó không chịu nói gì hết. Giải nó đi. Không, không, tao không đi đâu hết. Để xác con nhỏ lại. Đi mau. Không. 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 Cha con tao đây. Nó khốn nạn. Cha con lại cho tao. Đi mau. Cha con lại cho tao. Nó khốn nạn. Cha con tao đây. Thưa thiếu tá, tôi đã xét kỹ chiếc xe. Chắc chắn trên đường chạy về đây nó đã bắn nhau với ai đó. Còn người đàn bà kia không phải là vợ mà là chị ruột của hắn. Đại quý nghĩ gì? Không hiểu sao tụi nó lại biết chúng ta tới đây. Nó ngửi được cả mùi nguy hiểm từ xa. Có gì là lạ? Thưa thiếu tá, không hẳn vậy. Tôi nghĩ rằng cái chết của người này có liên quan tới vụ bắn nhau đó. Nó bỏ xe lại vì thấy nơi đây không an toàn. Trình thiếu tá, tên tài xế xe lam khi chở nạn nhân về nói bị một xe cảnh sát nào đó bắn. Chuyện gì? Nó lén lấy súng của em. Không lẽ Hải Đường lại giết cô? Cướp! Một! Năm!
Lực gì võ công của đệ đã phục hồi. Cảm ơn sư huynh. Sư huynh, một tổ biệt động quân đang xông vô võ đường, hiện tại anh em đang cản lại. Không cho tụi nó vào. Dạ. Dạ. Đệ tạm lánh mặt. Dạ. Để ta coi sao. Bạch Hải Đường đâu? Tôi nói rồi, ở đây không có ai là Bạch Hải Đường. Hừ, tao dặn cổ hết bây giờ, anh tao mà tao không biết hả? Chuyện gì đó? Tôi muốn tìm anh tôi, mà anh này cản lại. Cản là đúng. Võ đường Thiện Sơn này không phải ai muốn làm gì thì làm. Ông là ai? Võ Thiện Tâm. Vậy xin phép dưỡng môn cho tôi thử một chút võ học. Không được không? Đệ xin lỗi huynh. Có chuyện gì? Thưa đại ca, cháu và chị Mười đã chết. Sao? Đêm may mắn thằng Tám, có cả chị Mười và cháu trên xe. Cháu té xe chết, còn chị Mười bị tụi Manh Trác bắt rồi tự sát. Em đâu có ngờ. Mày thì chứa nào thật đó. Hễ một chút là bắn giết, cướp bóc. Trời ơi, lỗi cũng tại tao. Tại tao. Bình tĩnh đi Hải Đường. Thưa sư huynh, đệ đã thề lấy sức mạnh sư huynh truyền cho để làm việc nghĩa hiệp, cứu của người giàu chi cho người nghèo, nhưng tuyệt đối không giết người. Đệ thấy mình bất lực, càng hành động càng tội lỗi, hại luôn cả chính đứa con, cả chị của mình nữa. Quỳnh ơi, bây giờ thì đệ không cần gì nữa. Ta hiểu. Đại ca, anh bỏ nghề, anh em không có người cầm đầu sẽ tan rã hết, chắc chắn sẽ có người vô tù ra tội, họ sẽ oán trách anh. Xin anh nghĩ lại. Anh em, chúng ta nên từ bỏ cuộc sống cướp bóc. Chúng ta có cuộc sống giang hồ, nhưng cuối cùng thì được cái gì đây? Chỉ làm hại người thân thôi. Vì thằng Sang này mà anh bỏ anh em, anh quyết định từ giã giang hồ, thì em không cản. Nhưng anh nên nhớ, một lúc nào đó anh gặp hoạn nạn thì có thằng Sang này và các anh em ở ngay bên cạnh. Tạm biệt đại ca. Cô nhớ kỹ coi, trước khi vụ cướp xảy ra, cha cô có gây thù oán hay mít lòng gì với đám người liên quan tới nó không? Ba tôi là người lấy việc kinh doanh lương thiện và làm đúng luật, nên tôi tin chắc những chuyện thù oán không có. Ừ. Còn điều này nữa, trước khi nhảy trên lầu xuống, theo như tôi thấy, hắn khá nhiều lời đối với cô. Cô có thể nhớ và thuật lại được không? Lúc đó tôi thiếu điều muốn ngất xỉu. Nhưng đại đệ hắn có ý dọa là nếu kháng cự, hắn sẽ giết tôi. Trình thiếu tá. Chuyện gì? Chủ tàu Thượng Phát đã tới. Cho vào. Thưa ông, tôi có thể về được chứ? Cảm ơn cô.
Thưa cô, tôi có một giấy mời dự dạ vũ do phu nhân tổng thống tổ chức tại Sài Gòn. Tôi sẽ rất vinh hạnh nếu như được cô nhận lời cùng đi. Ông cũng biết ba tôi đang nằm bệnh viện. Tôi hiểu, nhưng trễ lắm, 12 giờ đêm chúng ta đã về tới nhà rồi. Trong hoàn cảnh hiện nay, tôi không thể đi đâu xa một giờ. Dù sao cũng cảm ơn ông đã có lời mời. Ba, con vừa gặp chú Tư Hòa, chú bị bắt. Ở đâu? Chỗ thiếu tá Mạnh Trác. Con không ngờ chú Tư Hòa là chủ tàu Thuần Phát. Vậy thì đúng rồi. Chú ấy chuyên buôn lậu vũ khí và thuốc tây, theo đường sông lên biên giới Việt Miên. Cách đây 2 tháng, chú ấy có mượn tiền ba. Ba nói dùng tiền để buôn mấy thứ đó, ba không giúp được. Vậy là Tư Hòa mượn tay Bạch Hải Đường để làm chuyện này đó. Có nghe và chỉ nên biết vậy thôi. Xin lỗi. Chào ông, tôi đến hơi đường đột. Tôi mong được cô tiếp như một người bạn tốt, chứ không phải là một đại úy cảnh sát. Nói đi. Tôi biết Bạch Hải Đường cướp 10 triệu ở Việt Nam Thương Tín, đã chuyển trọn cho ông về Sài Gòn để rửa tiền. Thưa ông, tôi bị oan, tôi không dính líu, tôi chưa hề biết mặt Bạch Hải Đường. Còn nữa, ông mua chuộc một số người của tôi cùng với đám biệt động tiếp tay cho Bạch Hải Đường đánh cướp nhà Hai Bạc. Ngoài những phi vụ làm ăn với ông, tôi không hề quan hệ với ai khác. Thôi được, ông có thể về. Tôi không tin vì bị thương mà Bạch Hải Đường bỏ của chạy lấy người. Hắn đã tự tin nhảy từ lầu xuống đất, để rồi tiếp tục gây án ở một nơi khác ngay trong đêm rồi biến mất. Như vậy, hắn đã bỏ lại bao tiền một lý do nào đó. Chắc chắn tôi không thể giúp được ông. Lúc đó tôi vô cùng hoảng loạn. Một người trong lúc hoảng loạn đã bắn trúng Bạch Hải Đường. Cô không thể sợ hãi đến mức không biết Bạch Hải Đường nói thầm vô tai mình điều gì. Hắn đã bị một cú đơ phốt khi gặp cô, tôi nghĩ vậy. Ông học nước ngoài về có khác, nhưng suy diễn không đúng chỗ. Mong rằng cô không nghĩ là tôi giống thiếu tá. Tuy mới về đây nhận công việc, nhưng tôi đã nghiên cứu rất kỹ về tướng cướp Bạch Hải Đường. Hắn là một mẫu người cuối cùng của huyền thoại giang hồ hảo hớn ở vùng đất này. Tất nhiên, mọi khuôn mẫu mục đích đều hạn chế trong cái đầu chật hẹp của hắn. Bởi vậy, nhìn về góc độ luật pháp, hắn vẫn là một kẻ phạm pháp. Hắn bỏ lại giỏ tiền vì tôi đã dám bắn vào hắn. Và... Cảm ơn cô. Chắc cô có thiện cảm vì hành động của hắn. Ông đi quá xa rồi đó ông đại quý. Tôi không nghĩ vậy. Thế nhưng đó là điểm yếu duy nhất của hắn mà tôi biết được. Chắc chắn trong thời gian tới đây, Bạch Hải Đường sẽ tìm cách gặp cô. Mong rằng chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau. Tôi xin cung cấp cho ông một tin. Chủ tàu Thuận Phát còn có tên là Tư Hòa. Ông ta là một đầu mối lớn, chuyên mang hàng hóa vũ khí ra vùng biên giới. Hình như ông có quan hệ mật thiết với sếp của ông đó. Thank you.
anh sẽ mua cho em một biệt thự. Nếu như em lạ gì cảnh sát các anh, nhất danh mở giò. Thưa thiếu tá, có điện khẩn. Xin lỗi cô nhé. Chào. Anh có chắc là xe của Tùng Dương không? Dạ thưa đúng, nhưng cũng có thể là đại quý chỉ tình cờ chạy xe qua đó thôi ạ. Anh ra trước coi, để đây tôi. Dạ thưa thiếu quý. Đại quý có nhận xét gì? Không giống như những lần trước. Đại quý còn muốn giống cái gì nữa? Cắn hay đỏ gì cũng là qua hai đường. Không nó thì em vào đây. Ông hãy kiếm cho ra kẻ nào trong chúng ta đã tiếp tay cho Bạch Hải Đường. Thiếu quý, thiếu quý nghe hết rồi chứ? Dạ thưa đại quý, tôi nghĩ giết Thuận Phát không phải là Bạch Hải Đường. Ý thiếu quý muốn nói gì à? Dạ tôi nghe nói Bạch Hải Đường không giết người bao giờ. Thôi được, thiếu quý cho mang xác ông ta ra khỏi đây đi. Tuân lệnh. Có chuyện gì vậy? Thuận Pháp bị giết rồi. Tùng Dương đã điều tra số người liên quan vụ đánh nhà Hai Bạc. Trước sau gì người của ta cũng bị lộ. Mẹ nó! Từ khi Sài Gòn đưa thằng Tùng Dương về, tụi mình liên tục bị bể bạc. Khốn nạn! Cứ chờ đó. Đi! Báo đây! Báo đây! Báo mới đây! Báo đây! Báo mới đây! Tin mới nhất về vụ giết người do Bạch Hải Đường chủ mưu đây! Báo đây! Báo đây! Báo đây! Báo con kêu đây. Mua tờ báo đi. Tin mới nhất. Bạch Hải Đường chủ mưu đây. Thời buổi khó khăn, dễ sinh đạo tặc lắm. Dạ. Tiền nè em. Dạ có người gửi cô. Báo đây, báo mới đây. Thưa cô, muốn gặp cô. Ba kêu con có chuyện gì vậy ba? Con coi đi. Đại quý Tùng Dương nghe. Alo. 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 Tôi Tùng Dương đây. Chào cô. Xin lỗi. Cô vừa phone cho tôi, sau khi tôi cầm máy nghe, cô lại cúp. Tôi quay lộn số của ông. Tôi thành thật xin lỗi. Không có chi, cô vẫn khỏe chứ. Cảm ơn ông. À, nhưng sao ông biết là tôi? Chỉ là linh cảm thôi, cô không giận chứ. Ông đáng sợ thật, chào ông. Alo, tôi, đại quý Tùng Dương nghe. Thiếu tá Minh Trác đây. Dạ. Anh tới gặp tôi ngay nhé. Dạ. Nhanh lên. Thưa thiếu tá, tôi sẽ tới ngay.
Chào cô Mỹ Phượng. Tôi luôn tới đúng hẹn. Cảm ơn các ông đã tới. Gia đình chúng tôi lo quá. Các ông đến đây để... Tôi là Bạch Hải Đường. Cô không nhận ra tôi sao? Nhận ra. Xin các ông, các ông chỉ đòi có 5 triệu thôi mà. Lấy hết. Thưa ông, cả gia đình chúng tôi chỉ có bao nhiêu đây thôi. Ông còn nghi là thằng Bạch Hải Đường giả nữa hay thôi, hả ông đại quý? Thưa thiếu tá, có hai chi tiết khác với thông lệ thường của Bạch Hải Đường khi cướp của. Một là hắn thực hiện sớm trước 1 giờ so với thông báo. Hai là từ trước tới nay Bạch Hải Đường chưa bao giờ giết người. Bị hắn cướp của, có phải vậy không ông đại quý? Bây giờ nó như con thú cùng đường, sẵn sàng bắn giết. Nó muốn thách thức tuyên chiến với tôi đó ông đại quý à. Từ ngày đó tôi yêu Hoa Hải Đường trắng. Và cũng vì vậy tôi có tên là Bạch Hải Đường. Tên đẹp vậy mà sao lại đi làm? Chính những người giàu đã đẩy tôi vào con đường đó. Cha của tôi bị bọn họ bắn chết. Còn vợ của tôi mới sanh xong thì đã phải đi làm mướn cho họ. Và cũng chính bọn họ đã hãm hại vợ tôi đến chết. Tôi không giết hết tụi nó, nhưng tôi phải làm một điều gì đó cho xã hội này bớt bất công. Cô không thấy đúng sao? Tôi hiểu. Nhưng người giàu cũng có 5-7 loại. Như ba tôi đó, cả cuộc đời ông cũng kiếm bằng mồ hôi nước mắt của mình. Tôi đến hôm nay cũng vì mục đích đó. Có kẻ đã mạo danh tôi. Nhưng làm thế nào ông thanh minh với cảnh sát rằng ông không còn... Thật ra thì tôi không muốn mình bị hiểu lầm. Và bọn đàn em của tôi không vì vậy mà bị truy đuổi sát hại. Anh muốn hoàn lương.
Anh muốn có một mái ấm gia đình. Anh muốn được ở bên em. Anh đã hại ba em. Giờ thì lại nói yêu em. Kể ra cũng phi lý đó. Nhưng không hiểu sao, từ ngày mà anh nhận viên đàn tử thần từ tay em, anh vẫn luôn nhớ đến gương mặt kẻ đã bắn mình. Vậy là trời bắt phải duyên nợ. Mới về. Bạch Hải Đường nó lại gây ra vụ án. Nó cướp sạch tiền, giết chết ông Phúc Thịnh. Cảnh sát họ đang phát lệnh truy nã trên toàn quốc đó. Không thể nào. Con nói gì? Dạ không. Bà thấy cha con mình còn được trời phù hộ đó. Alo, dạ cho tôi gặp đại quý Tùng Dương. Xin lỗi. Cảm ơn. Dạ. Dạ, hắn đã đến. Xin lỗi, tôi đã giấu ông. Chỉ vì sáng nay coi báo thấy đúng giờ đó có mặt Bạch Hải Đường ở nhà Phú Thịnh, nên tôi thấy cần phải báo cho ông. Có một kẻ nào đó mạo danh Bạch Hải Đường. Cô muốn thanh minh cho hắn à? Tôi không nghĩ vậy. Hắn ta thật tâm muốn trở lại cuộc sống lương thiện. Rất cảm ơn cô. Những điều cô cho biết thật quý hơn vàng. Tôi sẽ cố gắng làm rõ chuyện này. Sư huynh, đệ đã về. Để coi đi, rồi cho ta biết thiệt hư thế nào. Nếu như tội ác này do chính đệ gây ra, thì võ đường Thiện Sơn không có chỗ cho đệ đâu. Dù thượng phát thì đệ đã biết, nhưng còn dù Phú Thịnh thì... Thưa sư huynh, đệ thề là sẽ tìm ra kẻ mạo danh đệ. Ta tin đệ, nhưng mới công săn đuổi bắn giết nhau thì tốt hơn là đệ nên ra đầu thú với chính quyền. Hải Đường này là học trò của võ đường Thiên Sơn, vì danh chữ không bao giờ sợ chết cả. Đệ sẽ suy nghĩ kỹ về lời khuyên của sư huynh. Không biết khi gặp ông ảnh phản ứng thế nào. Nếu anh ta đã nói đúng như cô kể, tôi nghĩ chúng tôi sẽ sớm thân thiện với nhau. Ông có nghĩ anh ấy sẽ ra đầu thú chính quyền không? Đầu thú, anh ta sẽ phải lại một số năm, thậm chí có thể nhiều năm tù. Cô nghĩ sao? Như vậy tốt hơn. Trình thiếu tá. Nói đi. Thưa thiếu tá, sáng nay đại quý rời nhà sớm để tới đón cô Mỹ Phượng. Xe đại quý ra khỏi thành phố thì... Chờ chút. Xin báo cho ông biết, Bạch Hải Đường hiện đang trốn tại võ đường Thiền Sơn, gần biên giới miền. Xin lỗi, ông là ai? Ông cứ biết tôi là kẻ thù của Bạch Hải Đường. Thằng khùng. Võ đường Thiện Sơn. Thưa thiếu tá, đó là một nơi dạy võ có tiếng của một người tên Võ Thiện Tâm à. Tập trung toàn bộ lực lượng, đi ngay. Dạ, thưa thiếu tá. Xin cho biết mục đích cuộc chiến thăm này. Tôi tới đây vì thiện chí. Ông Tùng Dương rất hiểu anh, muốn gặp để nói chuyện riêng với anh. Ngoài ra không có ý gì khác. Nghĩa là ông và cô Mỹ Phượng lên đây không phải theo lệnh cảnh sát. Hoàn toàn bí mật và độc lập. Tôi biết hai vụ đăng báo vừa rồi anh vô can. Mời.
Chú lên đây làm gì? Anh ly khai để làm ăn một mình. Đã vậy anh còn giết chết Thuần Phát, người từng làm ăn chung. Có kẻ đã mạo danh ta. Anh kiếm đâu được chiếc xe cảnh sát vậy? Mà cảnh sát đang truy lùng anh thật. Theo nguồn tin tôi biết, chúng nó đến hơi được chỗ này. Nói nhật hôm nay chúng nó sẽ tới đây. Rõ ràng anh muốn sống lương thiện cũng không được. Xin anh quay lại với anh em, thà sống chết có nhau. Chú đi đi, sợ anh không còn chỗ để mà dung thân. Tôi nói chú cút ngay. Vậy thì anh hãy lo đối phó với Mạnh Trác đi. Tôi ở cạnh Mạnh Trác, sao tôi không biết? Không có cơ sở nào để tin cảnh sát lên đây. Do đâu mà ông biết tôi? Có một tờ báo nói từ nhỏ anh đã học thôi miên và gồng tại Võ Đường Thiện Sơn. Anh có tài ứng biến xuất quỷ nhập thần, và mỗi khi thực hiện một vụ cướp, anh để lại một hoa hải đường trắng. Giới giang hồ gọi anh là Bạch Hải Đường. Khi được trao trách nhiệm bắt anh, tôi không bỏ một nguồn tin nào hết. Mạnh Trác là một kẻ nham hiểm, rồi ông sẽ thấy là ông lầm. Hoặc chính tôi đã bị theo dõi, hoặc là trong các anh. Xin cho biết ông cần gì ở tôi. Cô Mỹ Phượng đã kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của anh. Tôi muốn giúp anh. Tôi muốn đầu thú. Tôi không còn con đường nào khác. Chỉ cần anh giúp tôi thoát khỏi án tử hình hoặc tù chung thân. Tạm thời anh phải đi khỏi đây, để tôi đối phó với Mạnh Trác đã. Để khỏi phải lo gì cho ta. Có như vậy, võ đường mới được an toàn. Ông nghĩ sao? Hay là tôi ra trình diện tại đây? Bạch Hải Đường, toàn bộ đã bị cảnh sát bao vây. Tốt nhất là anh hãy ra đầu thú. Anh phải nghĩ cách thoát khỏi đây ngay. Nhưng đi bằng cách nào? Hay là... Tôi tin ông là một người tốt. Tạm biệt ông. Bắn trúng Bạch Hải Đường này chỉ có thể là tiểu thơ Mỹ Phượng thôi. Tạm biệt em. Cô yên tâm, bệ vực này không cao hơn tòa nhà của cô đâu. Thế nào ông đại quý? Thằng Bạch Hải Đường đâu? Thưa thiếu tá, Bạch Hải Đường đồng ý ra đầu thú với điều kiện không kết án tử hình hoặc chung thân. Nó là ông nội tôi hay sao mà dám đòi điều kiện? Một thằng tội ác tày trời như nó là ăn một phát đạn vô đầu. Còn ông, tôi cảnh cáo ông, lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng về việc tự động đi móc nối với nó mà không trình báo tôi. Còn cô giải thích sao với tôi về chuyến đi này? Hai cô cũng đã cảm tình với Bạch Hải Đường. Xin ông đừng quên đây là nơi nguy hiểm. Giả lại, tôi với đại quý đây là bạn, không thể giúp nhau được sao? Tôi quên là cô đã từng dám bắn Bạch Hải Đường. Nhưng lần này thì chắc không phải rồi. Ông đại quý nghĩ ra cái mỹ nhân này lúc nào vậy? Bắt hết bọn chưa chấp. Tuấn lên. Thưa thiếu tá, chính Võ Thiện Tâm là thầy của hắn đã khuyên hắn ra đầu thú và báo cho tôi biết Võ Đường không liên quan. Người của Võ Đường này như cái cây sống thẳng, dám làm dám chịu, không làm không chịu, khỏi phải bận lòng thanh minh. Ông thiếu tá muốn thế nào cũng được. Tao hả? Là cho dẹp ngay cái Võ Đường thối tha này. Thưa thiếu tá, chúng ta muốn làm gì phải có chứng cứ. Chứng cứ sẽ có đại quý. Hả? Dạ, cảm ơn ông. Ba. Con đi đâu? Con có hẹn với mấy nhỏ bạn con. Bà có chuyện muốn nói với con, rồi ba sẽ cho tài xế đưa con đi. Sao hôm nay ba lạ vậy? Con không thể trễ hẹn được. Bộ con muốn đi một mình không được sao? Ba vừa mới nghe một tin, muốn rụng rời cả chân tay. Con vừa đi gặp thằng Bạch Hải Đường, và con yêu nó. Ba nói là không thể có chuyện đó được.
Nhưng người này cả quyết là có đủ bằng chứng. Nhưng người đó là ai? Thiếu tá Mạnh Trác. Ông thiếu tá nói đúng. Phượng, đứng lại. Thưa cô, ông dặn cô không được đi. Thượng cấp đã chấp thuận cho Bạch Hải Đường đầu thú, nhưng còn đám tay chân của hắn, các ông phải đề phòng. Chừng nào chưa bắt hết bọn nó, các ông còn trách nhiệm, không được lơi lỏng. Thưa thiếu tá, vậy còn điều kiện của hắn? Đương nhiên, vậy là đại quý thắng tôi một. Thưa thiếu tá, tôi làm việc vì lợi ích quốc gia. Lợi cho quốc gia hay lợi cho tên cướp tài trời đó? Các ông có thể về, còn đại quý, ông gặp và báo lại với nó. Tuân lệnh. Tiếp tục theo dõi. Tuân lệnh. Thưa ông, cô hai không chịu ăn. Em đẹp lắm. Vào một lúc khác, chắc chắn tôi sẽ nói anh yêu em. Chính những người giàu đã đẩy tôi vô con đường đó. Cha tôi đã bị bọn họ bắn chết. Giờ tôi mới sinh con ra đã phải đi ở đời cho họ. Và cũng chính bọn họ đã hãm hại vợ tôi đến chết. Nó là ông nội tôi hay sao mà dám đòi điều kiện? Một thằng tội ác tài trời như nó là ăn một phát đạn vô đầu. Tôi tin ông là một người tốt. Tạm biệt. Bắn trúng vào Bạch Hải Đường chỉ có tiểu thư Mỹ Phượng mà. Tạm biệt. Anh Lưu đúng hẹn. Có chuyện gì mà ông hai lại cho canh phòng nghiêm ngặt vậy? Xin mời. Anh đã hẹn ngày về với thiếu tá Mạnh Trác và đại quý Tùng Dương. Em rất hối hận khi đã khuyên anh ra đầu thú. Em sợ con người tráo trở của Mạnh Trác, hắn có thể... hay là anh trốn đi cũng chưa muộn. Anh đã nói là không thay đổi, em đừng có băn khoăn nữa. Vì vậy mà tôi đến báo tin cho ông, để ông khỏi phải cấm cản gì cô ấy nữa. Tôi có thể đi lên thăm được chứ? Mời ông. Nếu như anh được sống bình thản và chỉ để yêu em thôi, đời anh hạnh phúc biết chừng nào. Kìa, con sao vậy? Sao lại phải khóc? Có chuyện gì không? Hừ.
hắn lúc nào cũng hơn tôi một bước. Phải vậy không cô Mỹ Phượng? Nhưng nên nhớ, khi con thú đã vô bẫy thì quyền sinh sát ở trong tay Mạnh Trác này chắc chắn là dễ hơn khi nó còn tự do ở trong rừng. Con, thiệt tình ba không hiểu gì hết trơn á. Báo mới đây. Báo. Dạ. Nó tài chính lận. Dạ. Báo mới đây. Báo mới đây. Đưa tao bút thép mày. Nè chú. Đi. Tướng cướp Bạch Hải Đường đã chịu ra đầu thú chính quyền đây. Mẹ, đại ca bị hai thằng Mạnh Trác Tùng Dương lừa rồi. Này thằng kia, tới giờ ăn rồi cái mày. Nghe chưa? Bạch Hải Đường, mày từng có trời bằng dung kia mà. Cũng vào thăm nuôi à? Dạ. Rất tiếc, thiếu tá gì lệnh cho tôi không cho bất kỳ ai vào thăm nuôi hắn. Dạ, 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 dạ. Lẹ 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 giùm tôi đi. Ông đại quý. À, cô Mỹ Phượng. Cô thăm Bạch Hải Đường hả? Dạ. Tôi có giấy của thiếu tá đây. Nhưng cũng chính lệnh của ông không cho bất kỳ ai vô. Cô đứng đây đợi tôi một lát nha. Dạ. Ôi, tưởng chuyện gì. Đây là lệnh đặc biệt của thượng cấp đối với tên cướp hết sức nguy hiểm này. Còn tôi chỉ là người thừa hành thôi ông đại quý à. Được chứ đại quý. Không xong rồi. Tụi bay đưa thằng này đi tắm rửa rồi dọn cái chuồng hôi thối này đi trước khi trả nó về, nhớ chưa? Dạ thưa trung quý. Rõ. Quý của mẹ mày. Dạ nói chơi chứ trung sĩ cứ yên tâm và để cho tụi em làm mà. Làm đi. Dạ. Vô mày. Nay tụi em tắm rửa rồi massage từ đầu tới chân cho đại ca nghe. Đứng dậy đi. Sao vậy? Ra đây. Lẹ chút đại ca. Quắp. Để coi mày gồng siêu tới đâu. Mày thông cảm cho tụi tao, vì tụi tao bị say khiến. Gồng nhớ. Gồng. Gồng đi. Để tao quét mắt mày, thử coi mày gồng đến mức độ nào. Đại ca, tụi em lỡ dạy. Tiếng đồn về hắn quả thật không ngoa. Phải đặc biệt lưu ý về hắn. Tuân lệnh, thưa thiếu tá. Tuân lệnh. Thưa thiếu tá, tôi được biết Bạch Hải Đường bị xiềng xích, tống vô biệt giam, thường xuyên bị bỏ đói và làm nhục. Đối với một kẻ ra đầu thú, nhất là trường hợp của tên này, tôi thấy như vậy là không nên. Chúng ta đã giữ đúng lời hứa, sẽ không có tử hình và chung thân nữa. Ông hiểu rồi chứ? Tôi sẽ khiếu nại vụ này lên thượng cấp, vì chính tôi là người kêu gọi nó ra đầu thú. Đại quý có việc tự nhiên. Có điều khi tiếp xúc với thượng cấp, tôi thành thật khuyên đại quý chớ lộ liễu việc mình đã quá cảm tình với tên cướp. Nếu không, tự ông sẽ rước họa vào thân đó. Phương, vậy là con giết ba rồi. Ba. Con giết ba không gươm không giáo. Ba. Ba tha lỗi cho con. Thực ra con thương ảnh. Khi anh chấp nhận ra đầu thú, từ bỏ con được tội lỗi. Ba. Không được ba. Khoan nói chuyện. Con lầm lẫn.
cũng khoan nói chuyện đó thật lòng hay giả dối, mà là chuyện tiếng để đời. Chánh quyền thì nghi kỵ, nó có không tự thú thì người ta cũng gọi nó là thằng tướng cướp, mà nó tự thú thì người ta gọi nó là thằng tù. Trong khi nhà mình mấy đời nay sống được, giàu có được là nhờ lấy lương thiện làm gốc, con hiểu không? Nhưng anh là một tướng cướp lương thiện mà. Bà chỉ có một mình con, nếu con đã chọn nó thì coi như không có ba trên cõi đời này nữa. Ba, thật mạnh trác nham hiểm. Đứng yên, mau ra ghế. Trước khi cho ông về thế giới bên kia, chúng ta phải nói chuyện với nhau như những người đàng hoàng. Tôi là Liêu Sang. Tôi biết. Phải. Chúng ta đã đụng nhau một lần, và nếu như lần đó thời gian không gấp thì tôi đã quá kiếp cho ông rồi. Còn nữa, tôi biết anh là kẻ mạo danh gây ra các vụ án gần đây, đánh cướp hãng buôn Phú Thịnh, chỉ điểm thiếu tá Mạnh Trác tiêu diệt Võ Đường Thiện Sơn, tất cả chỉ để buộc Bạch Hải Đường về với các anh. Tôi đã có đủ chứng cứ vì đang truy tìm tung tích anh. Vì trách nhiệm của một đại quý cảnh sát, vì công lý. Cấm miệng! Đồ giả nhân giả nghĩa. Bạch Hải Đường vì tin vào mày mà đang bị đày đọa trong tù, không ai dám nói án tử hình là không tới. Tao không xử mày về tội tính bắt tao, mà xử về tội đã lừa đảo để đưa anh tao vào chỗ chết mà không đúng với luật. Bây giờ thì mời anh bạn ngồi vào chỗ của tôi. Alo, đại quý Tùng Dương nghe. Tôi Mỹ Phượng đây. Thành thật xin lỗi cô Mỹ Phượng, nãy giờ vì bận tiếp một ông khách nên đã không biết là cô phone tới. Xin báo để cô mừng, tôi đã khiếu nại lên thượng cấp ở Sài Gòn. Phần cô, ngày mai được vào thăm Bạch Hải Đường. Tôi phải cảm ơn cô mới đúng chứ. Tạm biệt. Mời anh. Chỉ cần một cú phone thôi là nửa giờ sau anh được ngồi chung với Bạch Hải Đường. Chơi như vậy mới đúng luật giang hồ, phải không? Nhưng anh đã coi tôi như một kẻ bội tín sau khi Bạch Hải Đường ra đầu thú. Tôi không ngờ anh ta bị bạc đãi. Tôi bất lực không giúp gì được anh ta. Vì vậy tôi quyết định thả anh, coi như chúng ta quê. Ngày 10 tới đây, Bạch Hải Đường sẽ ra tòa xử bí mật. Nếu anh ta bị tử hình hoặc chung thân thì tôi giải nghệ, và việc thả anh là đúng. Còn nếu như anh ta thoát khỏi hai cái án đó thì anh sẽ là người thế chỗ, và tôi sẽ không tha anh lần thứ hai đâu. Khỏi. Tạm biệt ông. Xin lỗi ông đại quý, cú phô lúc nãy là của ai vậy? Anh muốn biết cũng được. Cô gái đã bắn Bạch Hải Đường, cổ muốn vô thăm nuôi anh ta. Muốn làm chuyện nhân nghĩa à? Không, họ đã là bạn. Ai chứ là anh tôi, có thể lắm. Đại ca, tại sao tha nó? Im đi. Quan hệ của cô Mỹ Phượng với tên cướp đó không còn nằm trong phạm vi tình cảm, mà trở thành một vấn đề lớn. Tôi nghĩ chắc có chuyện hiểu lầm đó. Họ có đủ chứng cớ để suy luận. Thoạt đầu là vụ cướp nhà ông, hắn chịu cho cô Phượng bắn, và cả ông nữa,
tạo ra khổ nhục kế để rồi bỏ lại vỏ tiền nhằm tránh dư luận. Có phải như vậy không ông hai? Sau đó thì giết Thuận Phát, mà Thuận Phát thì vẫn có chuyện qua lại làm ăn với ông để bịt đầu mối. Còn nữa, cướp nhà Phú Thịnh, lấy hết tiền rồi giết luôn anh ta. Họ đã đặt vấn đề hên xui giữa ba nhà. Ông hai thì may mắn hơn. Ở miệt này, giờ ông hai đã chiếm được địa vị độc tôn. Không có chuyện đó đâu. Tôi xin thề với ông mà. Tôi vì kính trọng ông hai và rất quý cô nhà, nên tôi báo cho ông biết. Tôi đã không nghĩ gì, chẳng qua đó là ý của thượng cấp. Vì người mà hắn yêu, Bạch Hải Đường dám làm tất cả. Tại sao ba làm như vậy? Tại sao con không hề được hỏi, không hề được biết? Ba đã nghĩ kỹ rồi, tự con biết lấy. Dù ba hết sức thương con, nhưng ba vẫn quyết định như vậy. Thà làm bé ông thiếu tá, còn hơn đi theo một tên tướng cướp, phá hư cơ nghiệp của nhà mình. Ba thương con. Ba thương con hả ba? Ba thương con là như vậy đó hả ba? Alo. Dạ. Xin lỗi đại quý. Tôi... À, dạ được, tôi tới ngay. Cảm ơn. Chào đại quý. Chào cô. Có chuyện gì vậy? Ông dùng chi à? Cô cho tôi tách cà phê nhé. Dạ. Ba tôi bắt tôi phải lấy mạnh trác. Ông sợ ảnh hưởng tới chuyện làm ăn. Cô tính sao? Tôi cũng không biết nữa. Dạ xin lỗi. Thưa cô, có người muốn gặp cô Mỹ Phượng. Ai vậy? Dạ tôi không biết. Ông chờ bên ngoài. Dạ chỉ muốn nói chuyện riêng với cô. Cô cứ tự nhiên. Mời cô. Xin lỗi cô hai. Ông nhờ thưa lại với cô, khi nào cô đi thăm nuôi bà Thái Đường thì chuyện giúp ông gói quà. Người ấy là ai? Ông nói là em của Bạch Hải Đường. Nói vậy là cô hiểu. Thôi được, anh đưa đây. Xin cô hai chờ một chút. Dạ đây cô hai. Ông dặn đừng để cho ai biết, kể cả ông đại quý. Cảm ơn anh. Xin lỗi cô hai, tôi làm việc này hoàn toàn tự nguyện. Xin lỗi, nếu tôi không lầm thì người của Bạch Hải Đường vừa gặp cô. Có điều cô phải cẩn thận với mạnh trác. Cảm ơn đại quý. Chào cô Mỹ Phượng. Không hiểu tôi có được hân hạnh làm người hướng dẫn cô trong cuộc đi thăm đầy ý nghĩa này. Mời ông. Rất hân hạnh. Mời cô vào đi. Cô sẽ được gặp Bạch Hải Đường với ưu đãi về thời gian và quy chế. Song tất cả chỉ thành sự thật khi điều kiện của tôi được thực hiện. Ông nói gì? Tôi không hiểu. Chắc cô cũng biết, hôm rồi tôi đã có lời cầu hôn với cô. Thân sinh của cô tán đồng. Nhưng tôi thì không. Vì vậy, ngoài việc thăm nuôi Bạch Hải Đường, tôi có thể giúp cô cứu vãn được hắn khỏi án tử hình bằng cách chữa lại các kết quả điều tra. Mà muốn vậy là lễ cưới của chúng ta phải được cô chấp thuận.
Tôi tin rằng cô có đủ sáng suốt để lựa chọn. Nhưng... Thưa thiếu tá, tên Bạch Hải Đường từ chối không tiếp xúc với bất cứ ai. Đồ ngu, anh phải nói cô Mỹ Phượng tới chứ. Dạ thưa, đúng vậy. Nhưng hắn một mực cự tuyệt. Thôi được, lui ra đi. Chứng tỏ hắn không cần thiết có cô bên đời của hắn. Không sao, mời cô theo tôi đến tận phòng giam. Với một tên có khả năng vượt ngục như đi chợ của hắn, cửa như vậy chưa phải là cẩn thận đâu. Tôi đã dặn các anh ở trong phòng giam này không cần xiềng kia mà. Hết sức bậy. Thao ngay. Tôi lên. Mời cô. Anh. Thưa đại úy, lệnh của thiếu tá ra. Chào thiếu tá. Vì cái lệnh làm cho ông phiền, tôi cũng mới biết đây thôi. Thưa thiếu tá, tôi được quyền tiếp xúc với bà Hải Đường và... Ừ, tôi biết. Nhưng phép vua vẫn thua lệ làng. Lệnh mới nhất của đại tá tỉnh trưởng có sau lệnh Sài Gòn, yêu cầu đại quý chỉ làm những công việc có tính chất hành chính và tham mưu cho tới khi có lệnh mới. Thiếu tá có thể cho tôi biết. Nếu ở hoàn cảnh của đại quý, tôi cũng rất khó chịu. Tôi nghe đâu trong tay của đại tá tỉnh trưởng có rất nhiều bằng chứng về việc đại quý đã tiếp xúc một cách thân mật với anh em Bạch Hải Đường. Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Xin lỗi, tôi chưa kịp báo cho đại quý biết gia đình ông hai đã nhận lời cầu hôn của tôi. Tôi rất vinh dự nếu như có sự hiện diện của đại quý trong ngày lễ cưới. Xin được chúc mừng thiếu tá. Xin phép thiếu tá. Mỹ Phượng, nhưng em, nếu như vì xa cách và tai tiếng mà em phải khổ cực đến như vậy thì em có thể quên anh đi. Dù anh ở hoàn cảnh nào, em cũng theo anh suốt đời mà. Chút xíu nữa em quên. Người quan biểu đưa vô. Sao em gặp được hắn? Em không gặp được, nhưng có một người bồi đưa lại cho em. Tụi nó không xét em sao? Dạ không. Em nghĩ chắc đây là việc quan trọng nên không để chung trong giỏ đồ của anh. Hơn nữa Mạnh Trác đưa em vô nên tụi nó cho qua. Đã hết giờ thăm nuôi. Anh gắng giữ gìn sức khỏe. Hết giờ rồi nha. Vậy mà tao đi tin lời chúng nó chứ. Lộ rồi, anh ấy làm sao còn cơ hội để thoát chứ. Không lẽ trời không cho anh sống? Đã vậy chúng nó phải đền tội. Đám cưới của chúng nó sẽ biến thành đám ma. Thiếu tá, Bạch Hải Đường trốn rồi. Hả? Nhanh lên.
Dạ. Hả? Tại sao? Tại sao? Không có nội ứng, chuẩn bị nghiên cứu hàng tháng trời thì con kiến cũng không thấy chui ra được. Thưa thiếu tá, tôi nghi là đại quý. Bắt ngay thằng Tùng Dương. Thưa thiếu tá, ông đại quý giữ đương chức đương quyền, cần phải có lệnh bắt. Lệnh thì nó biến mất mẹ nó rồi. Cứ nói thề lệnh tao, nó mà chống cự cho phép bắn bỏ. Tôi là thiếu tá. Tiếp tục lục soát. Dạ. Alo, đại quý Tùng Dương nghe. Bạch Hải Đường đây. Hả? Sao? Bạch Hải Đường hả? Tôi đã thoát ra khỏi nhà giam. 3 phút trước đây thiếu tá Trác đã cho tay chân tới bắt ông đó. Bắt tôi? Vậy thì ông phải biến ngay trước khi quá trễ hả? Chúc ông may mắn. Thưa các ông, mặc dù tôi đã hết sức đề phòng Tùng Dương ngay từ đầu, song rất tiếc, chúng ta đã để sống một tên thân cận. Dù vậy, chúng ta cũng không có gì phải buồn. Bạch Hải Đường trốn đi cũng đâu có quan trọng. Bây giờ các ông nghe đây, cuộc đụng đầu này, bất cứ kẻ nào tấn công đều bị bắn bỏ ngay từ loạt đạn đầu. Các lực lượng tinh nhuệ nhất, dũng mãnh nhất đều phải triển khai và hợp đồng chặt chẽ quanh nhà hàng. Nơi đây chính là cạm bẫy. Thưa thiếu tá, đã đến giờ rất dâu. Chúng ta vào việc. Phượng, ba chấp vai lại con có chết đi thì thiệt thân con đã đành, nhưng ba con còn sống cũng như chết. Thiếu tá Mạnh Trác không chừa cho ba một phát đất để sống đâu con. Ba ơi, ba lại con. Quài, quài. Đất con coi như bỏ rồi. Con đành ghé ba. Đâu biết đâu, người ta lựa giờ lựa ngày sao. Ngăn cản anh,
Trời ơi. Chị Hoàng, chờ anh về, anh sẽ trở lại cuộc đời giao búa. Trang, 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 Trang ơi, Trang. Tạo Hoa ơi, bao giờ con hết khổ? Giang hồ đi mãi biết nào thôi. Đừng anh. Chào đại quý. Cảm ơn thiếu quý. Tôi, Nguyễn Thành Lâm, đại úy tiểu đoàn phó tiểu đoàn 1, thủy quân lục chiến. 73. Ông khai họ tên, cấp bậc, chức vụ. Thưa ông, tôi là Phan Đức Minh, thiếu tá, tham mưu trưởng, tiểu đoàn 3 pháo binh. 74. Tôi là Nguyễn Mạnh Tiến, thiếu tá công binh. 75. Anh khai rõ họ tên, cấp bậc, chức vụ, thuộc binh chủng nào? Dạ, tôi Nguyễn Đức Quang, trung úy, dạ, thuộc lực lượng cảnh sát đặc biệt. 76. Tôi tên là Liêu Sô, tướng cướp Liêu Sô. Anh ta còn một tên khác nữa, người ta thường gọi anh ấy là Bạch Hải Đường. Chào anh, khỏe chứ? Tôi bảo lãnh cho người này. Chính quyền cách mạng luôn mở lượng khoan hồng đối với những người muốn hoàn lương như anh. Cảm ơn anh.
cái kia. Cháu đó hả? Ừ. Nào, qua đây chú bồng nào.